chưa nhặt được à? Không phải mãi phân liệu. Nước vào là gì hết này. Thank you.
Bin. Thank you.
là đã sửa chữa rồi, đã từng sửa chữa rồi các bạn. Ở dưới lớp loa có một cái lớp băng dính đen, đèn nó cũng đã hàn rồi, chứng tỏ là ngày xưa cái thời đấy là tuyệt vời. Đấy, không biết là bao nhiêu năm rồi mà hoạt động này. Vẫn dùng. Xem cái danh bạ này là có những ai nhá. Chị Năm, không 1685690805. Bố Sơn, 0169504607 6703. Mọi thứ hoạt động vẫn bình thường các bạn ạ. Bây giờ thử các con số này. 9. Ui, 9 bị ngờ rồi, 9 bị ngờ rồi các bạn. Phải tháo 9 ra. Độ chính xác rất cao. Xuống chỉ còn số 9.
ngược có một số thôi mà nó bấm lại. Thank you.
nhà nọ này. Bây giờ tôi sẽ sang kia để bóc nốt cái này. Thực sự là tôi nhìn những cái miếng rắn đó mà tôi không thích tí nào. Nó hơi khó bóc. Ê, nóng quá. Màu đẹp này giá nào thank you.
Sau bao nhiêu năm vẫn chạy tốt. Video của tôi đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn nhé. Các bạn thấy hay hãy like vào kênh và chia sẻ kênh cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn. Tạm biệt. Hãy chia sẻ clip này lên rộng rãi nha.